Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh mình. Thì trong vườn của mình mọi người biết á, là chủ yếu là lan kiếm thôi. Và có một số đan sen loại lan khác như lan dendro, lan phi điệp mình vẫn có trồng nha. Nhưng mà hôm nay mọi người thì có một số cách là già mình trồng trong chậu, trong ly nhựa quá lâu rồi. Và bây giờ mình muốn thay đổi tí phong cách nữa, đó là mình sẽ ghép cách là già này vào gỗ. Và cách làm thực hiện của mình như thế nào thì mình mời mọi người cùng đi với mình hết clip. Và nếu mình có thiếu sót gì các bạn cứ để cái phần bình luận giúp mình với nha. Mình xin chân thành cảm ơn nhiều. Và các bệnh thường gặp ở trên cách là da đó chính là mấy bệnh này nè mọi người. Cháy đen, chết đen, cháy đen gì ta. Nói chung là thối đen chứ lộn, thối đen thông thường á là cái cách là da là nó sẽ mấy cái chất là da mà bên Thái á, nó sẽ rất là nhiều hiện tượng thối đen này. Và lúc trước á mua chút xíu à. Và mình trồng ở đây là hơn một năm rồi đó mọi người. Nói chung là những cây này đó là mình bỏ đại luôn, mình không có chăm bón phân thuốc cho nó chứ, bỏ đại luôn. Bây giờ nó mới ra hiện tượng này, nó ra đường gì bị vậy nè, chứ mình chăm sóc kỹ rồi nó không có ảnh hưởng, nó không có bị gì đâu. Cái mà hôm nay mình sử dụng đó, đó chính là một cái khúc củi than khô. Cái này á ở vườn ở khu mình mọi người ruộng vườn nhiều lắm, bởi vì mấy cây này trên bờ đê á người ta đốt bỏ, người ta chặt xong người ta đốt á, nên nó là nó sẽ mình sẽ lụm về mình làm, mình trồng lan. Cái này mình ngâm hơn nửa tháng rồi đó, mình ngâm chứa nước hơn nửa tháng rồi mọi người. Và bây giờ nè mình sẽ trước tiên làm gỗ, làm trồng gỗ đó. Theo mình biết cái này là các bạn phải tách vỏ ra, tách vỏ ra hết luôn. Đây mình tách vỏ ra xong rồi, bây giờ mình sẽ đem đi chà rửa nó. Biết sao các bạn, khi mà trồng lan có vỏ như nè mọi người thì cái rễ lan cái vỏ này nè, một ngày nào đó nó sẽ văng ra ngoài và rễ lan nó bám cái vỏ này á, lúc đó nó gớt cái vỏ này ra ngoài nè thì nó sẽ bị ảnh hưởng là nó sẽ văng cái lan ra ngoài luôn. Thế nếu mà các bạn trồng lan nào vậy thôi, các bạn nên loại bỏ vỏ nha. Bây giờ mình sẽ đi chà rửa nó. Hiện tại trong vườn mình nó quá nhỏ mọi người, mình không thể nào rửa ở chỗ này được. Bây giờ mình sẽ đem vào cái trước nhà để mình rửa, và rửa xong thì mình sẽ trồng. Lấy bằng chải và mình chà hết cho bay những cái bụi bẩm và những móc móc này, và sau đó mình chà xong thì mình sẽ ngâm vào nước vô trong khoảng một ngày, và sau đó thì mình đem trồng lan nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình trồng những cái cát la da này nè mọi người vào cái gỗ này. Mình sử dụng cho sạch đó, mình cắt bỏ những cái chỗ hư chỗ chết, và để hư cái chết mà mình mạnh dạn cắt bỏ luôn nha mọi người, đừng có tiếc. Cách là da chính là một cái dòng lan dễ sống, dễ chăm, nó không có chịu ẩm đâu nha mọi người. Chịu ẩm á, là nó sẽ ra cây con không, nó không chịu đậu hoa. Đối với mình á, trồng lan nào cũng vậy thôi, giá thể nó phải sạch. Nếu giá thể nó dơ á, thì khi cái rễ nó phúng ra ngoài nó sẽ bị thui đầu rễ, đen đầu rễ và chết rễ. Thì chết rễ thì mọi người biết rồi, cây lan á, cái rễ nó là cái quan trọng nhất, nó sẽ tìm cái chất dinh dưỡng và cái rễ đó. Nếu mà chết rễ rồi thì cây lan chết theo là phân bóng lá hay là cái gì chứ nữa, nó cũng không bằng bộ rễ đó là mọi người. Lưu quý các bạn trồng lan là các bạn phải xử lý giá thể thiệt là sạch. Và thêm một cái nữa, đó chính là cách da này nè, theo mình biết nó là một dòng lan công nghiệp, lan công nghiệp đó mọi người, và nó sinh trưởng quanh năm luôn. Các bạn trồng á, các bạn được hạn chế bón cho nó phân đạm, tại phân đạm á, nó sẽ ra cây con không, nó không bao giờ ra hoa. Và thêm một cái vấn đề khi trồng lan trên gỗ nữa là chúng ta phải xác định được hướng đi của cây lan sau này. Lan này mình sử dụng dây vải để cố định lan. Biết sao mình không sử dụng dây ni lông không? Tại vì khi chúng ta trồng bằng cái gỗ này nè, nó sẽ mất nước rất là, nó sẽ khô rất là mau mọi người. Nó khô rất mau quá thì chúng ta phải tưới thường xuyên. Mà đối với cái vườn của mình là 2-3 ngày mình tưới nước chỉ một lần. Dùng dây vải này khi mà mình tưới lan đó mọi người, thì cái dây vải này sẽ giữ ít độ ẩm để giúp cây lan nó duy trì độ ẩm khi chúng ta không tưới nó. Các bạn cố định làm sao á, cố định đừng phải cho cây lan chúng ta nha, cố định làm sao á cho cây lan chúng ta thì chắc. Nếu mà các bạn không cố định không chắc, nó lung lay với mọi người là rễ nó không bao giờ nó bám được giá thể đâu. Đây thế là xong rồi mọi người, xong mình cố định. Nói chung lưu ý các bạn, khi chúng ta cố định như này nè, các bạn phải tránh cái mầm nó ra nha. Nếu mà không tránh được cái mầm, nó dính vô cái mầm nó sẽ rất là khó, nó khó lên để phát triển á. Như thế này nè mọi người, thì có một số bạn bảo á
là làm như này sẽ mất thẩm mỹ, đúng là nó sẽ mất thẩm mỹ, tại vì mình mới trồng mà mọi người, đâu có đòi thẩm mỹ được đâu. Thì clip nào cũng vậy thôi, đây là kinh, cái là cách làm của mình tại vườn, mình muốn chia sẻ cho các bạn là chưa biết, chứ mình không có ý kiến phản biện lại những cái kiến thức của cô chú chị khác nha. Và nếu cô chú chị khác nào biết rồi thì hãy cho, nếu mà em có là thiếu sót gì thì vui lòng bỏ qua, và nếu có đóng góp thì mọi người bỏ phần bình luận giúp em nha, em sẽ cải thiện dần dần hơn. Và sao mình cắt bỏ cái rễ này hết nha mọi người, đây lan cái da nó dễ sống vậy lắm, không cầu kỳ những dòng lan khác đâu, miễn nhất thể sạch là nó sống được. Thêm một vấn đề nữa, nếu trồng lan trên gỗ, tất cả lan nào cũng vậy thôi, trồng trên gỗ gì nè, các bạn phải tưới nước cho nó một ngày thường xuyên, hay hoặc là giữ độ ẩm cho nó. Nếu mà trồng để mùa khô như thời tiết hiện tại ở miền Nam á, là khoảng chừng 30-40 độ thì kiểu này nè, mà trồng trên gỗ 2-3 bữa mới tưới nó một lần thì nó sẽ mất sức rất là mau. Nên các bạn trồng lan trên gỗ sẽ hơi lưu ý nha. Cách trồng nào cũng sẽ có ưu và nhược điểm riêng của nó. Ví dụ các bạn trồng trong chậu đi thì các bạn sẽ dễ vận chuyển khi bán nè, dễ bón phân nè, dễ tưới nước nè, nó sẽ giữ độ ẩm nhiều hơn. Còn vận trồng trên gỗ thế này á, chúng ta sẽ bắt gặp là khó bón phân, phải tưới nước thường xuyên cho nó. Và thêm một cái nữa là nó khó đóng hàng khi các bạn bán, muốn bán đó mọi người, các bạn rất là khó đóng hàng, tại vì cái gỗ nó rất là nặng, tức là đóng hàng nó hơi chua. Nãy giờ mọi người thì mình cũng đã ghép những cây lan cách la da vào cái chậu gỗ này, đúng là ngu thiệt chứ không, cái thang, cái cục gỗ nó thang không một đồ trắng, cái ban bỏ của đồ luôn quá. Và trước khi trồng như này mình sẽ để vào nó, trồng xong nè mình để ra một nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Tại biết sao không, tại vì bây giờ rễ mình đã cắt bỏ hết rồi, mình để vào nó và trực tiếp ánh nắng á, là nó sẽ bị suy cây, chết cây, và nó như là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và sau đó thì mình chăm sóc như bình thường thôi. Mình đầu tiên nhìn nó hơi xấu mã chút xíu thôi, nhưng mà khi mà nó đã thuần được vào gỗ rồi ha, mọi người nhìn thấy nó sẽ khác biệt. Khi mà nó ra rễ đó, mình sẽ lấy những cái túi lọc phân á, mình sẽ để cho xung quanh này nè, để cách xa bộ rễ khoảng chừng 5 cm nha, để cho nó cung cấp dinh dưỡng cho cây. Xong. Đối với vườn của mình á, chủ yếu là mình trồng lan kiếm thôi. Thì bây giờ là mình sẽ thử sức vào trồng những loại lan cách la da này. Ý, mình có mấy chậu lan cách la da nữa, hắc tùng đỏ và cái u ly hồng. Thì bây giờ khi nó ra hoa mình sẽ review cho các bạn nha. Nó là nụ, nó có nụ nha mọi người. Vào đây đi. Đây là ít ánh nắng nhất nè mọi người. Và những cái lá dao á, mình lấy lá dao mình cắt bỏ những cái thối đen này đi. Nó lan rất là nhanh nha mọi người. Mọi người khi mà phát hiện những cái này trên cách la da, các bạn cứ cắt bỏ đi. Không cắt bỏ nó lan mau lắm, nó lan mau lắm. Đó nãy giờ đó là cách làm của mình tại vườn, và cũng như mình cũng học hỏi cô chú chị khác thôi. Và nếu một lần đầu tiên bạn ghé vào kênh mình, hãy cho mình xin một nút đăng ký kênh và một nút like nữa nha, để mình có thể tăng lượng tương tác này, chia sẻ nhiều hơn những kiến thức của mình để trồng chăm sóc hoa lan với tất cả các bạn khác nữa. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.